À, anh Tuấn Anh này, cảm giác của anh như thế nào khi được vừa cưỡi voi và du ngoạn trên hồ Lắc, một trong những danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Đắk Lắk? Không cần nói thì qua những hình ảnh vừa rồi thì cũng đã biết rồi đấy. Tuấn Anh lần đầu tiên được cưỡi voi, cũng đã ngầm ngầm mơ mơ là trong một ngày gần mình được đến với cái việc mà nó rất là đặc biệt và tham quan cái cảnh quan nơi đây, nhưng mà chưa thực hiện được ước mơ. Thì lần này cảm ơn Hà Anh Nghê đã cho Tuấn Anh được trải nghiệm rất là thú vị. Hôm nay Hà Anh sẵn sàng là một người dẫn dắt anh Tuấn Anh để tìm hiểu những nét đặc sắc cũng như là đặc trưng của đồng bào Tây Nguyên. Cảm ơn Nghê trước nha. Qua một số phương tiện truyền thông thì anh đã được biết tới không gian văn hóa cồng chiêng này, biết tới sử thi này, rồi biết tới văn hóa đá của người Mân Âu và một số các nét văn hóa khác nữa của người Tây Nguyên rồi, rất là phong phú. Nhưng bây giờ Tuấn Anh muốn tìm hiểu về nhà Dài, được không? Tất nhiên là được rồi. Và xin nói thêm, văn hóa nhà Dài là một nét đặc trưng và là biểu tượng đại ngàn của Tây Nguyên. Mình đi nha. Chắc chắn. Vùng đất Tây Nguyên được biết đến như một kho tàng văn hóa độc đáo và ấn tượng. Bên cạnh những di sản văn hóa quý giá như cồng chiêng, sử thi, nhạc cụ dân tộc, thì kiến trúc nhà Dài cũng được coi là một nét văn hóa vô cùng độc đáo của xứ sở Đại Ngàn. Có thể nói, nhà Dài của đồng bào Ê Đê, Mơ Nông nói riêng và các đồng bào dân tộc thiểu số khác tại Tây Nguyên là một phức hợp không gian kiến trúc độc đáo, thể hiện nét đặc trưng trong đời sống sinh hoạt, tín ngưỡng, tâm linh, một công trình sáng tạo văn hóa vật chất ấn tượng. Sau khi tham quan nhà Dài, anh thấy là không chỉ mang dấu ấn về kiến trúc rất là nghệ thuật mà còn mang giá trị về đời sống văn hóa và đời sống tâm linh của người Ê Đê nữa. Anh muốn tìm hiểu kỹ hơn, được không? Chắc chắn là được rồi. Vậy thì anh Tuấn Anh sẽ cùng Hờ Anh sẽ gặp chị Hờ Len, là một người đã giữ cái hồn văn hóa nhà Dài. Chúng ta cùng đi nào. Cái cô không mai. Cô không tê. Sao không mai hả? Mày xoa hả? Tại sao mới? Tức mai tôi ngã này. Mày tục tập có trập đề ca trẻ. Này dòng Tuấn Anh hay mừng chương trình Hành Trình Văn Hóa Việt. Dạ, cô của Tuấn Anh. Chào Tuấn Anh. Dạ. Tức cụ tê. Em ngồi xuống. Mời em ngồi. Dạ. Đây là không gian sống Ê Đê và đời thương nhất của Ê Đê. Khi em đến đây em cảm thấy thế nào? Dạ. Em thấy cái gì cũng đặc biệt, khác với cuộc sống thường ngày của em. Và em rất muốn tìm hiểu, đặc biệt bây giờ em muốn tìm hiểu về nhà Dài. Dạ. Cái thắc mắc đầu tiên là tại sao không phải là một ngôi nhà bình thường mà lại tên là nhà Dài luôn? Tại vì nó dài. Đó là một sự thật, đúng không? Dạ. Dài. Dài. Và trong cái nhà Dài đó thì mọi người vẫn sinh hoạt, ăn uống bình thường, ngủ nghỉ bình thường chứ không có gì khác. Dạ. Đúng rồi, cũng như là nhà của em vậy đó. Dạ. Nhưng mà có một cái khác của chị là cái sắp xếp, cái bố trí, rồi cái bếp núc, cái sinh hoạt của chị khác thôi. Dạ. Nhà Dài của người Ê Đê là nhà sàn làm bằng tre nứa và bằng gỗ. Mặt sàn và vách tường bao quanh nhà làm bằng thân cây bương hay thân tre già đập dập, mái lợp cỏ tranh. Nhà thường làm theo hướng Bắc Nam, nhìn từ xa có hình dáng một cái thuyền. Không gian nhà chạy theo chiều dọc gồm hai phần rõ rệt. Từ cửa chính đi vào là một phần rộng, chiếm 1/3 gọi là ga, phần còn lại gọi là ốc. Ga là nơi tiếp khách, có bếp cho khách và là nơi sinh hoạt chung của gia đình, là nơi cúng thần, là chỗ ngủ của con trai chưa vợ, là nơi đặt nhiều đồ vật quý. Diện tích ốc theo chiều dọc phía đông là những buồng ngủ cho từng cặp vợ chồng, có phên ngăn theo thứ tự từ con cả cho tới con út. Khi ngủ, người Ê Đê thường quay đầu về hướng đông. Cái điều mà em thắc mắc nhất là em thấy có nhiều nhà Dài, nhưng mà mỗi nhà lại có độ dài khác nhau.
Tại sao lại thế ạ? À, thế này này em này, đó em vào một trong làng nó có nhà dài vừa và nhà dài chung và vừa nhà dài rất là dài đúng không? Dạ. À, thế này, khi một nhà dài mà vừa thôi là nhà dài đó là nhà người ta ít người với lại điều kiện người ta cũng kém. Dạ. Còn nhà dài mà em đi vào một trong cái buôn làng như thế em thấy một cái nhà dài thật dài. Dạ. Đấy là nhà dài, đấy là nhà rất là đông con. À. Chắc có nghĩ là em sẽ thấy nhiều cửa sổ bên tay trái của căn nhà. Ừ. À, trong cửa sổ có khi có cái cửa đã mở và cái cửa đóng. À. Tại sao lại thế ạ? Có cái cửa mở cửa đóng. À, thế này em, tại vì đó là một văn hóa của một dân tộc. À. Khi em vào một cái nhà thế này, em sẽ có hai toa. Ừ. Ta đơn người ta xa là ta không được phép vào vì đó là phòng riêng. Uh-huh. À, trong một cái phòng riêng đấy là một cô gái sẽ là một ngăn phòng. Ừ. Trong đối diện với cái ngăn phòng của cô gái đấy bên tay trái nhà là một cửa sổ. Cửa sổ đóng là cô bé đấy chưa lấy chồng. À, chưa có gia đình. Đúng rồi. Ừ. Còn cái cửa sổ mà đã mở rồi á là bạn đấy đã lấy chồng và đã lập gia đình. Nhà càng dài là càng đông con, là đúng càng rồi. Giàu. Đúng còn rồi. Cái biểu hiện nào nữa để nhận biết được nhà đấy là một nhà khá giả không ạ? À, thế này này, khi em đi một làng em sẽ thấy có nhà có cầu thang bầu sữa mẹ. Ừ. Có nhà không có. Ồ. Đúng không? Đã. Nên là cái nhà có cầu thang bầu sữa mẹ và nhà có cầu thang đôi biểu tượng cho người cha và người mẹ trong gia đình. Với những nhà dài ED bao giờ cũng có hai cầu thang, đó là cầu thang đực và cầu thang cái. Chiếc cầu thang đực to và đẹp được vạc liền từ một khúc gỗ lớn, từ dưới lên trên có 5 hoặc 7 bậc. Quan niệm của người ED, số 5 và số 7 đều là số rất may mắn. Cầu thang cái là một thanh cây lớn, dày đến 3-4 phân tây, rộng từ 5-6 phân tây, có hình chiếc thuyền lướt sóng. Phía đầu cong lên và được chạm khắc hình vành trăng non và đôi bầu vú. Vành trăng non tượng trưng cho sự trung thủy, đôi bầu vú tượng trưng cho chế độ mẫu hệ. À, thêm một cái nữa là bên mẫu hệ là thì nhà chồng sẽ theo về nhà vợ. À. Và con cái sinh ra là sẽ mang họ của mẹ. Họ của mẹ. Gọi là mẫu hệ. Dạ. Rồi. Bạn thấy thế nào? Dạ. Em thấy cũng có rất nhiều nét khác biệt so với cái tưởng tượng đầu tiên của em. À. Yeah. Anh Tuấn Anh này, như hồi nãy chị ở Hà Lan đã chia sẻ rất là nhiều về kiến trúc cũng như là về các họa tiết, thực sự rất là ý nghĩa. Và theo em được biết thì chị Hà Lan rất là tài năng, không những là một người phụ nữ trụ cột của gia đình và song song đó chị cũng là một người biết dệt thổ cẩm nè và hát rất là hay đấy ạ. Wow, đáng ngưỡng mộ quá. Đây là vì tinh thần. Đón em là khách dạ. Của chị. Cho nên là chị hát không hay đâu, chị hay hát thôi. Mình sẽ hát một bài có liên quan tới Trai Linh. Trai là thác, Linh là một tên của một cô gái. Cầu trăng đuôi hiu lắm nó trải nân. Cầu trăng hiu đoá, xuống nia ca vỡ ô nân. Cầu trăng uốn môi xa lây mùi mà nâng nhiều bộ linh, ta lấn đập ngư hình à. Hay quá. Cảm ơn chị rất là nhiều đã chia sẻ cho em hiểu hơn về nhà dài của đồng bào dân tộc ED. Và đặc biệt là cảm ơn chị đã hát cho em nghe, rất là hay ạ. Và nhân đây thì chương trình Hành Trình Văn Hóa Việt cũng có một món quà gửi tặng cho chị ạ. Chị cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn Hành Trình Văn Hóa Việt đã đến với văn hóa của ED. Cảm ơn rất là nhiều. Dạ. Cảm ơn chương trình. Xin được cảm ơn chị ạ. Cảm ơn. Ngôi nhà dài truyền thống của người ED là nét độc đáo trong văn hóa vật thể của người dân tộc ED nói riêng và đồng bào các dân tộc Tây Nguyên nói chung. Thế nên việc đầu tư gìn giữ những sự độc đáo và đặc sắc trong kiến trúc nhà dài của đồng bào dân tộc ED có một phần không nhỏ trong việc bảo tồn và gìn giữ những di sản văn hóa của Việt Nam. Còn bây giờ thì Tuấn Anh và Hơ Anh xin chào và hẹn gặp lại. Có lẽ không có món quà nào giá trị bằng những bài học và kinh nghiệm sống mà ông cha ta đã để lại trong từng bức tranh đồng hồ. Hành Trình Văn Hóa Việt đã tìm về bờ Nam Sông Đuống, nơi phong cảnh nên thơ, hữu tình cùng với nghề sản xuất tranh dân gian truyền thống.
đã tạo nên nét đặc trưng của một làng quê Việt Nam. Đón xem tập tiếp theo của Hành Trình Văn Hóa Việt, tươi trong nét tranh Đông Hồ